VP Bank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Đúng vậy. Và trong chương trình đó tôi thấy là hai người đang xài tiền riêng. Đừng như vậy thôi, mình là chị em với nhau nói vậy, mọi người biết em hợp đồng thôi đó. Hợp đồng nhưng mà chồng em thì em thấy càng ngày cũng càng trổ ra. Sao mà mình được ăn luôn rồi đúng không? Dạ, xin mời gia đình mình ăn à. Món đầu tiên là xà lách trộn gà. Ủa sao mà nói nghe nó dân giả vậy em? Xà lách trộn gà, trứng. Cái này là Caesar salad. À, là gì chị? Caesar salad. À, chị. Caesar salad. Không phải. Caesar salad. Thắc mắc là không biết là các cặp đôi sau khi mà về chung một nhà thì có hòa hợp với nhau không? Hay là cơm không lành, canh không ngọt? Đúng như vậy. Hãy mời một cặp đôi chia sẻ đi hả? Vừa ăn vừa chia sẻ được không? Đúng rồi, cứ tự nhiên em muốn mời chị Lương Bích Hữu à. Chị đang bận ăn rồi. Cảm ơn em. À, Dũng ơi. Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Dũng cũng đang ăn. Có vẻ như tập này nội dung nó hạn hẹp. Gia đình được cái làm biếng nói ha. Đúng rồi. Hát thì hát như cái máy. Mà nói không ai chịu nói. Mày cũng Thảo My kìa, ghé bên anh kìa. Thảo My. Mấy bé nó ngại quá, thôi bây giờ mình hỏi gia đình mình trước đi chị. Dạ, hỏi gia đình em đi chị. Sao gia đình em dạo này ổn không? Trời ơi, chán lắm chị ơi, cơm không lành, canh không ngọt chị ơi. Ủa chị mới thấy đăng hình sinh nhật gì mà. Thấy gì thôi, bức bình phong thôi chị ơi. Chứ gia đình em giờ cự lộn ê hề chị ơi. Thế cái chữ bức bình phong có nghĩa là ơi là em bị ép gả. Em bị giống, em giống với một mối quan hệ nào đó. Đúng rồi. Tại vì ngày xưa là gia đình em là thiếu nợ gia đình Quỳnh. Cho nên á hả, giờ là trả nợ thôi chị ơi. Chứ không có gì trơn, trời buồn chị. Thôi bây giờ là mượn tửu đi giải sầu, mời chị. Đúng đi. Chị uống đi cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì đâu. Xin mời chị em. À chị, con gia đình của chị già bây giờ như thế nào rồi? Gia đình chị thì ổn, dạo này thì anh ít nhậu lại. Và chị nhậu nhiều hơn. Tại sao chị lại nhậu vậy à? Còn Buka. Giờ này em hạnh phúc hay không? Em nhà ấm với bánh mì đó nói chuyện nào. Chị nghe nói là từ lúc cưới tới giờ thì Ghi Tuấn Kiệt thường xuyên vắng nhà. Đúng rồi, thường xuyên vắng nhà. Có vẻ như là anh ấy cố tình tìm lý do để vắng nhà. Căng cực căng cực căng cực căng căng cực căng cực. Đúng rồi. Và trong chương trình đó tôi thấy là hai người đang xài tiền riêng. Đừng như vậy thôi, mình là chị em với nhau nói vậy, mọi người biết em hợp đồng thôi đó. Hợp đồng thôi đó. Trời ơi. Hợp đồng gì vậy? Không, ý là tụi em hợp tác trong cái chuyện ổ mãi. Gọi là hợp tác trong cái chuyện làm ăn thôi. Hay quá. Nhưng mà chồng em thì em thấy càng ngày cũng càng trổ ra. Đôi khi mà lấy em thì thấy em sắp cũng thanh thản lên. Đúng rồi. Cho nên là gia đình em cũng đang rất là hạnh phúc. Mọi người cứ ăn đi đó. Hay quá. Như vậy là ba gia đình tài phiệt đã chia sẻ về gia đình rồi. Thì những người Phan còn lại xí, Lâm vừa nói gì? Gia đình tài phiệt. Ai? Chúng ta. Chúng ta. Thật là nực cười. Tài phiệt hả? Nãy nghe nói là đi xe đò tới đây hả? Tôi nghe nói là em đến đây bằng một chiếc xe 16 chỗ. Và trên đó thì có bán kem trộn ha. Bán cái gì đó. Bánh mì chả lụa. Chứ tôi hỏi bánh mì chả lụa là cái món gì vậy? À chị có biết bánh mì chả lụa à? Trước giờ cái thực đơn của tôi không có món đó. À chị có biết chả lụa, chị biết chả cây trời không? Chả cây trời. Là cây sổ trà đó. Chị tính bị ăn cây sổ trà rồi đó. Nhưng mà chúng tôi không đồng ý em là gia đình tài phiệt đâu. Tôi thấy là ở đây tôi hợp nhất nha. Tôi hợp với buổi tiệc này nhất. Bởi vì đây là bữa tiệc gọi là bữa tiệc private. Ra Việt. Vậy chị nói một câu tiếng Anh để chào hỏi mọi người ở đây được không ạ? Em này được thôi, quá đơn giản. Mà mình đang nói về cái phương tiện di chuyển đi đến với buổi tiệc này. Đúng. Đúng không? Thì tôi thì đến đây bằng du thuyền. Em thì em đi xe đò. Còn Vuka thì... Cái gì? Bay rồi em đu dây xuống đúng không? Đúng. Hèn gì hồi nãy giờ em nhìn và cái cách nói chuyện của em không có giống mấy bữa. Em đu dây xuống nó bị sai trong bị đây đúng không? Tiền đình đó chị. Gia đình mình nghe chuyện mà vừa ăn dùng buổi rồi. Dùng buổi là gì vậy? Dùng bữa à. Dạ, bên em đang có người cắm hoa. Để em thay lại ao nha, anh chị đừng bị giật mình. Đây là nghệ nhân bên em. Chúng ta ăn một món là nghệ nhân sẽ chạy vô và thay hoa. Đâu có gì đâu. Dạ rồi, mọi người cứ dùng buổi đi ạ. Dùng buổi. Bé đau bụng vậy? Đừng có nói ra được không?
Gia đình mình chia sẻ đi ạ, đừng nói chuyện riêng. Đừng cười một mình vô tri vậy. Bình tĩnh em, lần đầu gặp mặt gia đình nha. Cười vô tri được không? Thôi thôi, em là bóng mà. Bóng, em là bóng. Ờ, vậy hả? Chị kêu Duy bên kia. Chị kêu em là bóng nha, để giải phân biệt bóng nè, Duy nè. Ủa? Nói từ đầu tiên là gì? Em là bóng. 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 Bóng có ô, bóng có ô ở nhà là ô. Hồi nãy chị thấy em chia sẻ bên kia là em tên bóng. Anh Linh ơi, anh dùng bữa có vừa miệng không ạ? Rất là ngon. Ngon mình thức ăn ngon và được nghe những câu chuyện vui tai. Cái miệng anh biết sự dè biểu. Không, anh thấy vui là được rồi, chứ anh mà thấy không vui là tập sao không có tụi em. Tính năng lượng mà. Hết rồi. Dạ. Và tôi không có gì ngoài chồng là ca sĩ. Tôi nghĩ là cái hồ sơ của em nó trắng toẹt. Chỉ có chồng của em là có chuyên môn thôi. Đúng vậy. Đối với mọi người có rất nhiều, nhưng với tôi không có gì cả. Tôi chỉ có một trái tim nhân hậu. Ủa? Em ơi, cặp thơ với phải Nguyễn Trần Khánh Dân nha. Nha. Tôi đến đây để đem tình yêu thương của một người fan đến với idol và lan tỏa tình yêu thương đó với fandom của mình, để cho mọi người cùng yêu thương và cổ vũ idol thật là một cách nhiệt liệt, hết lòng. Em ơi, em có đang làm đúng format không vậy hả? Hả? Người ta vô là dặn là ba người là phải sân si xéo sắc, mà em vô em chơi cái màu khác, mà em chơi tụi tôi rồi. Em ơi, cái này là cái kịch bản, cái đường đi nước bước của ta. Trời đất ơi, em hiền hả? Anh Lâm à, không, anh mới nói gì? Anh nói em không có gì hết hả? Không có, em không có cái gì. Đúng, em không có gì hết. Em chỉ có một người chồng tham gia một cuộc thi âm nhạc xịn ơi là xịn, mà anh xin hoài không được. Anh không được có một gọi là bước một nửa chân vô đó. Nhưng mà trong chương trình đó bây giờ tôi là kế toán rồi, tôi chỉ sao bà Nguyệt thôi. Thôi ghê chưa. Thì tiền lương của những anh trai thì do tôi phát lương đó. Thì tháng này chồng em là tao đi làm mà tôi giam 4 tháng. Giam 4 tháng. Trời ơi, gia đình em đối treo mỏ em ra. Gia đình em có điều kiện. Nói gì nữa. Nếu như mà em đến đây với một trái tim nhân hậu, nếu như mà idol của em á bị thiệt thòi về mảng đầu tư á, thì em cũng sẽ bỏ tiền đầu tư cho idol. Wow. Em không có gì ngoài điều kiện cả. Thôi ghê chưa. Còn tôi, quê hương Đồng Nai, chào đón một người con rất hài. Em để xa để đừng có để gần, tôi nuốt cái mì. Trở về quê xa quá. Trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Ngày xưa chẳng ai biết ảnh hài, giờ này người ta thì gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm diễn hài mau chạy đi thôi. Ủa sao vậy? Bởi vì bây giờ tôi đã chuyển qua làm ca sĩ rồi. Tôi là một người gọi là đầy đủ tài năng. Tôi hội tụ những tinh hoa, tinh túy, đất trời, muôn loài, muôn thú. Ê, cái gì vậy trời? Không, vậy em gom lại muôn loài thú nó hợp hơn. Vậy rồi. Nó ngắn gọn. Ngoài là diễn viên ra thì tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Gì tôi cũng làm được. Giác được không? Trọng hồ được không? Trời ơi, nói gì nữa? Và gì vậy? Ước hả? Anh ơi, giác nó miếng dính tay. Anh nói chuyện nhẹ nhẹ. Không có tay. Không thì em kẹp vô đây. Okay, giúp đỡ giùm đi. Đó, thấy mọi người thấy không à? Nói chung là dàn âm thanh nó mệt mỏi với tôi, bởi vì tôi nói cái nào làm mi hư cái đó. Bởi vì sao? Chất giọng, cái nội lực từ bên trong tôi thốt ra, tôi không phải thốt ra bằng những cái sự gân cổ mỏng manh và yếu ớt như ba người còn lại. Tôi dùng nội lực từ cái bao tử của mình. Anh nói bằng bao tử. Không, cái này em công nhận nha. Tại vì hồi đó giờ em nghe nói là nói tới mà rách miệng là em chưa thấy ai. Đây là trường hợp ví dụ. Anh nói mà rách cái cơ hàm anh luôn nè. Trời ơi, vậy tính ra là cái dây thanh quản của Lâm là như mấy cái dây cáp treo đó. Đúng rồi. Với lại bây giờ tôi cũng sở hữu những cái MV cũng không kém gì chị. Thì khi mà tôi ra MV thì cộng đồng mạng tấn công tôi rất là nhiều. Không ủng hộ mà lại tấn công. Đúng, không ủng hộ. Nhưng bây giờ tôi có dấu hiệu là mọi người đang quay xe. Ủng hộ. Đúng, tại vì coi những MV chuyên nghiệp quá mệt mỏi rồi. Đúng, đúng. Cho nên họ muốn quay về những cái MV gọi là đúng. Nó nghiệp dư và nó bán chuyên nghiệp. Cho nên tôi không hiểu chuyện gì. Dạo gần đây những MV của tôi nó view lên view view. Là vua. Nói cùng điều gì vậy? Đúng. Sao làm thuyền trưởng đây? Được chứ. Ngoài ra tôi còn có các bằng như sau: bằng lái xe thi 14 lần. Ủa? Hơn mình thì. Hơn. Bằng diễn viên, bằng người dẫn chương trình. Đâu? Nói thăm lần sao mình tin được? Nói có sách, mách có bằng. Đúng bằng vậy. Đâu? Vâng ơi, mở, mở giùm đi. Cái gì vậy bà nội? Rồi đó em. 1, 2, 3. Bành ra, đọc giùm đi. À, đây, chúng ta
ta sẽ có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Lê Dương Bảo Lâm, anh học gì vậy? Ủa? À, thanh nhạc. Loại gì em ơi? À, lò dở. Điên. Giỏi nha. Giỏi chị ơi. Lò giỏi có mộc đỏ đàng hoàng là do nhà văn hóa thanh niên cấp cho tôi. Nhà văn hóa thanh niên cấp cho tôi. Bên cạnh đó tôi còn có rất là nhiều bằng của cung văn hóa lao động nữa. Giỏi. Cái ngày tốt nghiệp thanh nhạc em hát bài gì vậy? Hả? Hát bài đó là bài gì đó? Cô kia đó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng tới đó là người ta chấm giỏi liền. Đúng rồi, người ta nói giỏi quá. Lê Dương Bảo Lâm của chúng ta còn có các bằng như là nghề phổ thông. Giấy chứng nhận nghề phổ thông của. Ủa? Gì vậy? Cái này là anh thi nghề để được cộng điểm thi tốt nghiệp 2 điểm đúng không? Đúng, nói chung nghề nào cũng làm được, hãy vô là làm nghề được hết nha. Trời ơi, bằng tin học ứng dụng trình độ A vậy hả? Tin học này không phải là bằng... Có dùm cho mấy cái hình hồi xưa chưa có mừng gì đó. Tin học này là phải có niềm tin, là cái học này về niềm tin chứ phải học về tin học kia nha. Đúng rồi. Cái này là chỗ mã là được xíu nè. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh. Đúng. Đi học đại học ăn có chưa anh ơi? Ôi vậy à? Ở dưới là người dẫn chương trình truyền hình. Cái này là của cung văn hóa lao động cấp nè. Đúng. Mà sao giờ anh diễn như cung khò? Trời ơi. Anh có bằng gì á? Bằng gì? Bằng phục hồi nhân phẩm thôi. Không, bằng đó tôi đang xin. Thì đó, nói chung tôi có rất là nhiều thứ. Ngoài ra tôi có một cái quán và một cái sân khấu dành cho tất cả các nghệ sĩ hạng A đã về quán của tôi. Giả dụ như là Hiếu Thứ Hai, Eric, Hồ Ngọc Hà. À, nói chung là những ngôi sao hạng A đã về. Và hiện tại quán không phải, biết sao quán đó là quán lợi dụng tình bạn đúng không? Cho nên là bây giờ nó gọi là không có cái hậu vật. Nhưng mà anh nhiều kỹ năng quá thì không biết là anh lựa chọn cái kỹ năng nào là chủ yếu để mà mình làm thuyền trưởng trong chương trình. Đúng. Tay bằng miệng bằng tay. Ủa gì vậy? Là cái đó có bằng chưa? Cái miệng của tôi như là cái khoang thuyền vậy đó. Tất cả các idol của tôi ngày hôm nay cũng như là các fan hãy vào khoang miệng của tôi. Cái gì? Hãy khoang tàu, hãy vào khoang tàu. Tôi sẽ là thuyền trưởng lèo lái như con thuyền chúng ta. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Rồi, tôi thấy có cái bằng MC. Lấy cái bằng MC là em chị đi. Đúng rồi. Tôi muốn nói các fan ơi, các idol ơi, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Hãy đi cùng Lâm, ba người còn lại không chung thuyền chung tàu với tôi. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.